Bật mí ba loại thức uống giúp cho chị em không bị tăng cân, không bị mệt mỏi và không bị xuống sắc sau kỳ nghỉ Tết. Ngày Tết thì hầu hết ai cũng mắc phải một cái lỗi là ăn uống mất kiểm soát và sinh hoạt vô độ, đi ngủ muộn, ít vận động và bỏ bữa sáng. Tuy là chỉ một tuần thôi nhưng nó có thể làm cho chúng ta bị tăng cân và tích mỡ. Đặc biệt là những cái món ăn trong ngày Tết là những món ăn rất giàu chất đạm, giàu chất béo, giàu tinh bột và nhiều đường, nhiều chất bảo quản và tẩm ướp nhiều gia vị. Không chỉ có vậy, những đồ ăn đó phần lớn là những loại thực phẩm mang tính axit. Khi chúng ta dung nạp một lượng lớn như vậy thì cơ thể sẽ mất đi độ cân bằng pH, cơ thể bị nhiễm độc axit, sinh ra rất nhiều các gốc tự do, là một trong những cái nguyên nhân khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Độ pH lý tưởng để có một cơ thể khỏe mạnh đó chính là dao động từ 7.3 đến 7.4. Độ pH dưới 7 sẽ là lúc mà khởi phát nhiều bệnh tật, và dưới 6.8 thì chúng ta sẽ bị mất mạng. Vì thế vấn đề axit và kiềm nó không những quan trọng mà nó còn quyết định đến sự sống còn của chúng ta. Để đảm bảo độ pH được cân bằng thì chúng ta phải dung nạp 80% thực phẩm kiềm và 20% thực phẩm mang tính axit. Vậy ba loại thức uống mà giúp chúng ta ăn Tết nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe đó là những loại thức uống gì? Thứ nhất là diệp lục, thứ hai là trà thải độc ruột và thứ ba là cà phê linh chi đỏ. Diệp lục chính là loại nước kiềm tự nhiên như rau xanh. Diệp lục sẽ giúp trung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Đồng thời diệp lục sẽ giúp thanh lọc thải độc, đặc biệt là thải độc máu, thải độc gan và thải độc phổi. Đây là công trình nghiên cứu đã đạt được giải thưởng Nobel về hóa học. Các tế bào trong cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh và môi trường axit là môi trường của tế bào ung thư, các bạn nên nhớ như vậy. Cho nên diệp lục là một bảo bối để giúp cho chúng ta phòng chống và giảm nguy cơ mắc phải căn bệnh quái ác là ung thư. Bên cạnh đó, diệp lục còn là một thức uống giúp bù khoáng cho cơ thể một cách nhanh chóng, dễ hấp thu nhất. Đó chính là trong diệp lục có rất nhiều các cái thành phần magie, kali, natri, phosphor, giàu các loại vitamin A, B, C, D. Ngày Tết thì hầu hết các gia đình đều có cà phê trong nhà, nhưng hãy uống cà phê linh chi đỏ của Unicity bởi những cái lợi ích để nâng cao sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. Cái gói cà phê như thế này thì có chứa 2 g chiết xuất linh chi đỏ lâu năm, bỏ bớt caffeine. Chính vì thế mà cà phê này dành cho cả những người mà dị ứng với caffeine, không uống được cà phê. Ngày Tết nếu như chúng ta uống các cái loại cà phê thường, chưa biết là cà phê sạch hay không, nhưng cái việc mà bỏ thêm đường và sữa vào thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Cà phê linh chi đã được tách béo và sử dụng đường cỏ ngọt, có lợi cho sức khỏe. Khi uống cà phê linh chi thì các bạn sẽ được trẻ hóa về não bộ, tăng cường sự tập trung và tinh thần vui vẻ, phấn chấn hơn rất nhiều, giảm cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, tăng cường trao đổi chất, tốt cho hệ hô hấp, phân giải tế bào mỡ, giảm tích mỡ trong cơ thể. Cà phê linh chi còn dành cho những người bị tiểu đường, cao huyết áp, những người muốn giảm cân và những người đang có vấn đề về tim mạch. Cà phê linh chi còn giúp cho việc thải độc gan và thải độc đại tràng hàng ngày. Ngày Tết thì chúng ta thường có cái cảm giác đầy bụng trướng, hơi khó tiêu thì trà native lemon tea là một bảo bối. Rất dễ dàng trong cách sử dụng, chỉ cần ngâm với nước đun sôi 100 độ trong khoảng từ 3 đến 5 phút và ngay sáng hôm sau chúng ta sẽ có nhu cầu đi vệ sinh bình thường do nhu động ruột co bóp để tống đẩy hết các chất cặn bã, dư thừa, những mảng bám, những độc tố ở trong đường ruột ra ngoài. Cho nên nó là tiên dược của người bị táo bón. Táo bón thì 3-4 ngày mới đi một lần, nhưng khi sử dụng trà Native Lemon Tea sẽ thiết lập lại cái chế độ đi vệ sinh hàng ngày đều đặn cho các bạn. Uống trà Native Lemon Tea còn giúp đào thải axit uric ra khỏi cơ thể, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh gút. Khi đường ruột sạch sẽ thì sẽ tăng cường hấp thu dinh dưỡng và tăng hệ miễn dịch, giảm hôi miệng và làm cho làn da sáng đẹp hơn. Thải độc đường ruột không chỉ giúp cho chúng ta có một chiếc bụng nhẹ nhõm mà nó còn giúp cho tinh thần của chúng ta vui vẻ. 95% hormone hạnh phúc serotonin được sản xuất
tại ruột. Cũng là ăn, cũng là uống, cũng là mất tiền. Nhưng chúng ta biết lựa chọn những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe thì chúng ta sẽ được lợi nhiều hơn cái số tiền mà chúng ta bỏ ra. Và Hương luôn ghi nhớ câu nói là thời gian quý hơn tiền bạc. Dù bạn có rất nhiều tiền, bạn cũng không thể mua cho mình thêm một giây phút nào sống trên đời.